xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bắp Bắp và phim Ma Bắp Kể. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục những câu chuyện kinh dị của Junji Ito. Đầu tiên là cảm ơn các bạn rất nhiều bởi những cái comment của các bạn đã trả lời ở video trước và bắp quyết định là sẽ kể full tất cả các tập của Junji Ito kể cả những cái tập dơ nha các bạn có những tập là không phải nó hơi dơ đâu mà là nó rất là dơ à, thì chắc chắn là Bắp sẽ cảnh báo ở đầu video về cái phim đó tập ngày hôm nay bình thường không dơ nha các bạn tập nào dơ thì Bắp sẽ nói là nó dơ câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có liên quan tới một gia đình à, làm một cái công việc mà thường xuyên đi lại, không thể nào ở yên một chỗ mà cứ mãi rong rủi đi từ thị trấn này đến thị trấn khác. À và Bắp cũng sẽ việc hóa tên của tất cả các nhân vật để tiện việc theo dõi nha. Gia đình đó là của bạn Huy. Nhà của bạn Huy thì có ba anh em. Anh lớn nhất là anh hai, sau đó là tới Huy, rồi sau đó tới một bé gái nhỏ, bé đó là gọi là bé út ở trong nhà và ba anh em ở chung với một người cha thôi không có nghe nhắc tới mẹ của huy cho nên không biết là mẹ của họ như thế nào và bốn cha con nương tựa vào nhau mà sống công việc kiếm sống của họ chủ yếu là làm nghề mua rối để mà kiếm sống mà mua rối các bạn cũng biết chỉ có từng ấy con rối và từng ấy kịch bản thì mình mua ở một nơi người ta coi riết người ta cũng sẽ chán và không ai coi nữa vì vậy cho nên cái công việc này đòi hỏi di chuyển rất là nhiều họ mua ở thị trấn này biểu diễn ở thị trấn này xong kiếm tiền rồi lại đi qua thị trấn khác và lại biểu diễn cứ như vậy liên tiếp tục di chuyển mà ba anh em của Huy vẫn đang tuổi ăn tuổi học thôi các bạn, tội nghiệp lắm. Ừ đi theo cha thì cha vẫn cố gắng cho đi học chứ không phải là không cho, chỉ có điều là ví dụ như tới thị trấn đó biểu diễn tầm được tháng, 2 tháng, 3 tháng gì đó thì họ sẽ ở đó khoảng chừng 2 3 tháng sau khi biểu diễn xong xuôi rồi lại cuốn gói đi qua thị trấn khác và khi qua thị trấn khác lại xin nhập học xin nhập học rồi lại ở đó một khoảng thời gian rồi họ lại rời đi và cứ liên tục di chuyển như vậy việc liên tục di chuyển như vậy cũng khó khăn đối với những anh em của huy lắm bởi vì nhiều khi mới vừa quen bạn mới đó thôi lại tiếp tục di chuyển rồi mới vừa hòa đồng với bạn mới lại tiếp tục di chuyển tới chỗ chỗ khác nữa mà ba anh em thì còn nhỏ thành ra là cha làm gì thì mình làm đó thôi mà tụng cũng tội nghiệp ôn che thì cái nghề đó là nghề kiếm sống mà làm nghề khác thì cũng không có rành nghề đó là đã rành nè à. công việc ổn định lương cũng ổn định chỉ có điều là phải di chuyển hâm mệt thôi à, ngày hôm đó huy được chuyển tới một cái ngôi trường và trong cái trường đó huy quen được một bạn nữ bạn nữ tên là hoa À, năm đó là Huy học lớp 53 khi mà chuyển tới trường là cũng quen biết được một số bạn bè. Chiều ngày hôm đó khi mà đi học về Hoa cũng có nói chuyện với Huy. Nhìn nó thì có vẻ như là Hoa thích thích Huy ấy các bạn nhìn thấy là thích liền á. thì Hoa mới hỏi Huy là nhà của Huy ở đâu muốn tới nhà Huy chơi. Thì Huy mới nói là Huy không có nhà à, Huy ở trong cái xe tải và cái chỗ đó là chỗ để mà đựng mấy cái con rối để biểu diễn á và cũng là nơi mà mấy anh em nguyên gia đình của Huy ở trong đó luôn. Thấy cũng thấy thương ha à sau đó thì hoa rất là tò mò muốn biết là ủa bình thường mình ở nhà thì ở trong xe tải sẽ như thế nào thế là hoa muốn huy dẫn hoa đi tới ở nhà của huy coi thử coi xe tải của huy đó à, coi thử coi là ở trong đó có cái gì vui thì huy cũng vui vẻ niềm nở thôi các bạn dẫn hoa tới cái xe tải của mình thì khi mà đi tới á cái xe tải có chút xí là đủ ở thôi ở trong xe tải có rất là nhiều con rối và những cái con rối này là con rối bằng gỗ chứ không có phải là bằng vải nha khi mà hoa thấy những cái con rối này hoa rất là phấn khích kiểu như là Cảm thấy rất là thú vị á, giải trí á các bạn Nhưng mà có một cái con rối mà nhìn vô là Hoa nổi hết cả dây gà luôn á, sợ các bạn à, Đó là một cái con rối gỗ, có một cái đầu khá là dài và một cái miệng cười trông rất là quỷ dị Hoa mới hỏi Huy là, cái con rối này là con gì vậy, sao nhìn nó đáng sợ quá Huy mới nói là, ư, uh, cái con đó là cái con mà anh tớ thích nhất á, con đó là jean pier. Trinh Pia là pháp sư và khi mà múa rối thì nó có rất là nhiều cái ma thuật vì vậy cho nên anh tớ rất là thích mà cậu sợ hả cái hoa khi này cũng không không có nói là mình sợ chỉ là cái mặt tỏ vẻ hơi rụt rè thôi hoa mới nói là ừ, nhìn nó ghê quá sau đó thì hoa mới đi qua chỗ khác và coi mấy cái con rối khác khi mà hoa đang dòm và thích thú coi những cái con rối khác huy cũng biết là bà hoa bá sợ cái con này thành ra ổng muốn trơ bà hoa mới lấy cái con Trinh Pia lên cầm lên trên tay trong khi hoa đang chăm chú coi mấy cái con khác thì ổng để cái con rối ở ngay cạnh hoa rồi hù hoa một cái hoa mới giật mình giơ tay hất văng cái con chim pi rớt xuống đất nghe một cái choảng luôn nhưng mà không có bể không có cái choảng nữa cái choảng là cái khi đồ thủy tinh mới là cái choảng chứ nghe rớt cái, cái tiếng gỗ nó rớt xuống dưới sàn á các bạn nghe lụp cập lụp cập vậy đó lúc đó thì huy mới xin lỗi hoa mới nói là trời không ngờ là cậu lại cậu lại sợ tới như vậy xin lỗi nha ổng hù người ta tới khi người ta sợ ông quay qua xin lỗi kêu tôi không ngờ là cậu sợ thiệt không tin được huy luôn á à, qua ngày hôm sau thì gia đình của Huy lại có một cái màn biểu diễn rất là lớn trong thị trấn múa rối á. Sau khi múa rối xong rồi và xong công việc rồi, Huy lại tiếp tục dọn gánh đi. Ngày mà Huy đi á, thì Hoa cũng có đi ra tiễn và Hoa có nói là hẹn gặp cậu vào một ngày nào đó. Mà nhìn thấy Hoa quyến luyến không có muốn là Huy rời đi á các bạn. Trên đường đi thì mấy anh em cũng ăn cơm hộp rồi cũng buồn lắm các bạn bởi vì mới vừa quen cái chỗ mới xí xí thôi lại chuyển đi chỗ khác. Thì trong lúc mà ăn cơm trưa á, có hai anh em ngồi nói chuyện với nhau Thế là anh hai mới nói với Huy là cái công việc của mình bực quá ha cứ phải di chuyển cũng bởi vì cha mình cứ thích làm múa rối không hiểu tại sao nhiều công việc khác không làm lại cứ đi làm múa rối để cho tụi mình phải cứ di chuyển phải chi cha của mình đổ bệnh thì tụi mình khỏi phải di chuyển nữa cái xong rồi anh hai mới quay qua nhìn huy cười. cười, anh nói đùa thôi ông có ý gì đâu nói đùa thôi mà cái miệng ổng thúi thiệt các bạn nói đùa nhưng mà một thời gian sau là cha của họ đổ bệnh thiệt chính thiệt chứ anh của huy không được gì cả được cái miệng thúi là nói gì lại xảy ra cái đó khi mà cha của họ đổ bệnh á thì họ phải chăm sóc cho cha à lúc mà chăm sóc thì cha cũng có tâm sự về những cái con rối thực chất ấy là cha của họ không phải là chỉ bởi vì kiếm tiền mới đi theo nghề múa rối mà ổng rất là đam mê nghề múa rối là đam mê cái công việc đó luôn rất là thích cái công việc đó bởi vì theo như suy nghĩ của cha huy ấy, thì ông ấy luôn nghĩ rằng người múa rối là cái người mà có rất là nhiều quyền lực khi mà họ có thể điều khiển được con rối và muốn nó làm cái gì thì nó phải làm theo cái đó và tất cả những gì con rối có thể làm À, là bị cái người kia điều khiển và là công cụ kiếm tiền cho cái người đó và điều đó rất là thú vị đối với ông thành ra ông rất là đam mê à, cái nghề múa rối và tối ngày hôm đó hai anh em nằm ngủ chung nói chuyện với nhau Rồi anh hai mới hỏi huy á là em thấy làm sao vì những gì mà cha nói huy mới hỏi anh á là hỏi về cái gì chuyện gì mới được Thì anh trai huy mới nói là về cái chuyện mà người múa rối điều khiển rối á em có nghĩ là người múa rối có thể điều khiển rối không anh nghĩ ngược lại á người thật sự điều khiển á, chính là con rối con rối điều khiển người mua rối chứ không phải là người mua rối điều khiển con rối nguyên do anh nói như vậy là bởi vì em thấy đó cha của mình đi làm kiếm tiền nhưng mà đủ sống thôi đâu có nhiều tiền đâu có dư giả đâu nhưng mà ông ấy vẫn cứ thích múa rối chứ không chịu bỏ cái nghề đi cứ rong rủi đi hết nơi này tới nơi khác và ông ta nghĩ là ông ta đang điều khiển con rối nhưng thực chất là những cái con rối đó đang điều khiển ông ta khiến cho ông ta cứ phải dính vào những cái con rối đó mãi không buồn nói chung là anh hai cũng sâu sắc nha các bạn được cái nói chuyện thì miệng hơi linh nhưng mà anh sâu sắc thiệt uhm, và anh không chỉ sâu sắc mà anh còn quyết đoán nữa sau cái đêm mà nói chuyện với Huy xong Qua ngày hôm sau là ảnh bỏ đi luôn Sáng dậy ra là không có thấy ảnh nữa Và ảnh cũng không có quay về Và sau khi anh trai rời đi Tầm khoảng chừng 6 tháng sau Thì ba của Huy cũng qua đời Bây giờ là một người rời đi một người mất Huy và đứa em gái nhỏ Hai anh em nương tựa nhau mà sống bé nhỏ nó cũng hiểu chuyện nó dễ thương lắm các bạn Mãi cho tới khi lớn lên là Lúc đó chắc bóp nghĩ là Huy 20 tuổi 20, 20, 21 tuổi Thì bé Út nhỏ cũng đang đi học Học trung học bé út nhỏ mới nói với lại anh huy là sau này em đi học xong rồi em sẽ có công việc em sẽ đi làm kiếm tiền phụ giúp cho anh chứ để anh đi làm một mình như vậy thì rất là không công bằng thì khi đó huy cũng cười huy nói là thôi em cứ lo hơn học đi bây giờ em mới học trung học mà nghĩ cái gì cho nhiều hôm đó hai anh em đang đi chợ về đang đi thì có một cái cô gái chạy theo kêu hai anh em lại và cổ nói là um, xin lỗi nha nếu như mà có nhầm người thì cho mình xin lỗi nhưng mà cậu có phải là huy không huy nhìn cái cô này cũng lạ quá huy mới nói là ừ uh, à, tớ là Huy đây có gì vậy? Thì cái cô đó mới nói là mình là Hoa nè, mình là Hoa hồi xưa học chung với cậu lớp 5 nè. Khi mà nghe tới đó chỗ Huy mừng lắm các bạn bởi vì Huy cũng rất là mến Hoa. Hai người gặp mặt nói chuyện với nhau và không ngờ lại gặp nhau ở trong một cái thị trấn khác. À, thế là Hoa mới nói là như vậy là định mệnh chú sắp đặt cho tụi mình gặp nhau rồi. Thì nghe cái câu đó là biết là Bả mê ông Huy tới mức độ nào nha các bạn Định mệnh sắp đặt em và anh gặp nhau Chú trời sắp đặt em và anh gặp nhau rồi Là Bản mê ông huy từ xưa tới giờ luôn á công nhận là chung tình thiệt luôn á gặp từ lớp 5 cho tới khi mà lúc đó họ cũng hai mươi mấy tuổi là cũng lớn lắm rồi à, nói chuyện với nhau mừng mừng tuổi tuổi nhưng mà huy thì có vẻ như cũng rất là mừng khi mà gặp hoa thì chắc là lúc đó huy cũng cái thực sự thích hoa thì nói chuyện và hai người bắt đầu quen biết thì bác không biết là có cặp bộ hay không hình như là có đó các bạn bởi vì có một ngày nọ À, Hoa đi lấy thư và đem về nhà đưa cho Huy Thì chắc là cũng phải quen biết Thân thiết lắm mới có thể mở thùng thư Và lấy thư đưa cho Huy Sẵn tiện đi ngang và lấy thư đưa cho Huy á Thì khi mà Huy mở thư ra đọc á Thì phát hiện ra cái người gửi thư á Chính là anh hai của Huy à, Lâu rồi thì ảnh không Lúc mà ảnh đi là ảnh không có liên lạc tới bây giờ luôn Tự nhiên bây giờ ảnh liên lạc Huy khi mà nhận được thư cũng không có nói gì cho Hoa nghe hết, nhưng mà Huy cũng thắc mắc là tại sao anh ta lại liên lạc với mình, ờ, anh ta cũng ở trong thị trấn này hay sao? Và trong bức thư á, thì anh anh Hai nói với Huy á là muốn gặp Huy và em út, bởi vì bây giờ thì anh đã thành công rồi, anh muốn lo lại cho hai đứa. Ngày xưa anh bỏ nhà đi là để mưu cầu có một cái công việc và tiền lương tốt hơn. Bây giờ thì anh Hai ổn định rồi, thành ra anh Hai muốn tìm lại anh em thất lạc của mình à, Lúc đó thì Huy vẫn không biết là anh hai của mình Bao nhiêu năm gặp lại như thế nào Tính tình ra làm sao Cho nên Huy cũng không có tâm sự gì với Hoa hết Cũng không có kể gì cho Hoa nghe nhiều Hoa cũng chỉ biết là sắc mặt của Huy khi mà đọc thư Có vẻ hơi là kỳ lạ mà thôi à, Qua ngày hôm sau thì chỉ có Huy và em Úc Hai anh em đi theo cái địa chỉ ở trên bức thư đó ghi thì đi tới một cái căn nhà À không phải là nhà nha các bạn Là biệt thự Trời ơi nó bự Nó đẹp Nhưng mà cái kiến trúc của cái căn biệt thự đó thì hơi lạ biệt thự nó giống như là một cái tòa nhà hình vuông vậy đó ở đằng trước ở trên cao thì có mấy cái cửa sổ riêng ở dưới thì không có cái cửa sổ gì hết ngoại trừ cái cửa chính đi ra đi vô và kính cổng cao tường đúng như cái nghĩa như vậy luôn á à, bấm chuông rồi có người trả lời phải có người mở cổng rồi mới đi vô cái cổng ở ngoài rồi đi vô cái cửa trong mới vô được trong nhà y như là một cái tòa lâu đài vậy đó thì khi mà bấm chuông á có người hỏi là ai vậy thì huy mới trả lời là Um, tôi là huy và em út nhỏ của anh hai á thì cái người đó tiếng là tiếng của một người phụ nữ mới nói là ô các em tới rồi hả um, vô nhà đi chị mở cửa cho vô thì nghe có vẻ như là chị dâu uh, vợ của anh hai cửa tự động mở hai anh em mới từ từ dắt nhau đi vô trong cái căn nhà đó um, đi qua cái cổng thì đi tới cái cửa chính khi mà cửa chính từ từ mở ra thay vì có người đứng đó chào đón họ thì không ở đó là một con rối chào đón họ và con rối đó mở cửa ra là thấy con rối nó đứng ở ngay nó cách cái cửa mấy bước chân á các bạn và nó được mắc một cái sợi dây lên trên cái trần nhà như thể là có người đang đứng ở trên trần nhà và điều khiển cái con rối ở dưới đất vậy đó và con rối đó chính là con Trinpear con phù thủy pháp sư á con mà anh hai thích nhất thì hồi xưa ảnh đi ảnh mang theo nó khi mà thấy cái con rối đứng ở đó mà xung quanh thì không có ai hết huy cũng hơi bực huy nói chứ anh hai anh đừng có đùa nữa anh ở đâu vậy anh ra đây đi rồi nhìn lên trên mấy cái dây ở trên trần nhã nối lên trên trần nhã thì chắc chắn là phải có người điều khiển thì nó mới đứng đó rồi nó mới có thể di chuyển tay chân rồi cái miệng rồi của nó rồi di chuyển cái thứ huy mới nói là anh hai anh ở trên đó đúng không xuống đây đi sao tự nhiên kêu tụi em tới rồi tự ngồi trên đó mua rối như vậy huy vừa mới nói tới đó thôi thì từ ngoài hành lang á có ba người xuất hiện với một bộ dạng rất là kỳ lạ họ không có phải là đi bình thường mà giống như là bay là là nha bay là là tử trong bay, 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 bay ra bên ngoài nhưng mà là người chứ không phải là ma nha các bạn người mà sao bay được lạ không nguyên nhân lạ là bởi vì ba người này gồm có hai người lớn một vợ một chồng và một đứa bé trai tầm khoảng chừng 5 tuổi thôi cả ba người đều bị điều khiển bởi những cái sợi dây múa rối trên người của họ có đeo những cái vòng bằng sắt ở tay, ở khuỷu tay một cái, ở đây một cái, ở đây một cái, ở những cái khớp nối của cơ thể người á là đeo một cái vòng bằng sắt đó và trên cái vòng bằng sắt đó có một sợi dây, nó rất là chắc, nó mắc nối với ở trên trần nhà, như thể là trên trần nhà đang có người cầm những cái sợi dây đó và điều khiển ba người này vậy, nhưng mà thay vì là con rối thì đây là ba người bằng xương bằng thịt Họ điều khiển ba người này đi từ bên trong đi ra bên ngoài mà không cần phải bước chân luôn. Cứ bay là là ra bên ngoài. Sau đó họ, họ di chuyển là ở trên kia sẽ có người giật giật sợi dây. Người đàn ông đó chính là anh hai của Huy. Người phụ nữ kế bên cạnh là vợ của anh ta và đứa bé 5 tuổi là con của họ. Và ba người này là người bằng xương bằng thịt nha. Khi mà gặp mặt Huy thì anh chỉ nói là mời Huy đi vô trong nhà. Rồi trong nhà anh đã chuẩn bị rất là nhiều đồ ăn luôn. Các bạn quyến một bàn quá trời đồ ăn luôn. À, lúc mà vô trong bàn ăn thì anh kêu là hai đứa thích cái gì cứ ăn hết nha ăn thoải mái nha ở nhà rất là nhiều đồ ăn anh đã chuẩn bị cho rồi thì có vẻ như là anh rất là thương và quan tâm huy và đứa em gái út của mình sau đó thì anh mới nói là ở Đây là vợ anh và đây là con trai của anh 5 tuổi rồi Nhìn cơ ngơi như vậy cũng đủ biết là anh hai giàu tới mức độ nào Những người giúp việc trong nhà, người thì bưng trà rót nước Người thì phục vụ đồ ăn Chẳng khác gì là một cái nhà hàng năm sao cả Và cái con trên pier thì lúc nào cũng ngồi ở trên vai của anh hai hết Anh hai để cái con rối đó trên vai Và trên người của anh hai, vợ của anh ta và con của anh ta luôn có những cái sợi dây gắn ở trên người và điều khiển như thể họ là cái con rối vậy trông rất là quái dị luôn. Huy Huy cũng nói là Ủa tại sao mọi người lão vậy sao không đi lại bình thường như mọi người khác đi tại sao lại phải mắc mấy cái sợi dây như vậy anh hai em mới trả lời là bởi vì anh thích như vậy từ khi mà anh bỏ nhà ra đi cùng với con Trinh phía thì nó đã giúp cho anh kiếm được rất là nhiều tiền trong suy nghĩ của anh hai vẫn như xưa người múa rối không phải là người có khả năng điều khiển con rối đâu mà thực sự kẻ nắm quyền chính là con rối giống như là em nhìn đi anh vợ anh và con anh trông có vẻ như là đang bị người khác điều khiển nhưng mà thật ra là những cái sợi dây này mắc lên trên trần nhà trên trần nhà có những người cầm cái sợi dây này nhưng mà anh lại điều khiển ngược lại là anh đưa tay đi đâu thì họ phải di chuyển cái dây theo đó anh chỉ cần đưa dấu hiệu là tay của anh muốn nhấc lên thì sẽ có người nhấc cái tay của anh lên và nhấc bổng cơ thể của anh lên đỡ phải tốn công đi lại mà các bạn biết á để điều khiển một con rối chỉ cần có một người thôi nhưng mà để điều khiển một người sống sờ sờ và cao trưởng thành như vậy phải đòi hỏi tới năm sáu người trưởng thành đứng ở trên đó để mà điều khiển mỗi một người là điều khiển một cái sợi dây rối mà ảnh á và con ảnh và vợ ảnh những cái người làm trong nhà thì vẫn đi lại bình thường họ không có bị mắc vào trong cái sợi dây múa rối à, không hiểu là ảnh đam mê múa rối hay là ảnh thích cái gì tới mức độ như vậy luôn một cái sở thích khá là quái dị một mình ảnh là năm sáu người điều khiển vợ của ảnh cũng năm sáu người điều khiển con của ảnh cho điều khiển bằng rối luôn bằng dây rối luôn và theo như lời của anh hai nói thì cái sợi dây mà kết nối giữa người của họ và trần nhà nó rất là chắc và nó làm bằng dây đàn piano mới đào bóp nghe thì bắp nói ủa piano có dây đàn hả <laughs> kiểu không rành nhạc nha các bạn bắp thấy bấm 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 mà có dây đàn cũng lạ ha thì chắc là mấy cái dây mà ở bên trong cái đàn piano á thì nó rất là chắc và đó là những cái mà uh, những cái người ở trên kia điều khiển đó là nguyên lý hoạt động đối với anh hai là anh là người điều khiển mấy người kia mấy người kia cũng phải là người điều khiển anh anh cũng đã quen với cuộc sống như vậy rồi vợ anh con anh cũng quen rồi em thấy không nhiều khi anh muốn bay lên thì những người kia cũng có thể điều khiển cho anh bay lên và hạ anh xuống rất là nhẹ nhàng những cái chuyện này người bình thường có làm được đâu giống như em em cũng đâu có làm được đâu à, giống như là anh hai thấy là cái điều đó rất là bình thường Rất là hay, rất là khu ngầu, ngầu lòi các kiểu Còn riêng với Huy thì Huy thấy nó rất là lập dị Tuy nhiên đó là anh của mình mà Và Huy cũng rất là thương anh Và Huy cũng thấy được là anh cũng khá là quan tâm và thương mình Cho nên Huy cũng không có bài xích và cũng không có phản đối gì hết làm Sao phản đối được? Anh bây giờ thành công quá, anh nói gì thì nghe vậy thôi Chứ biết phản đối làm sao thế là từ đó trở đi hai anh em Huy và út nhỏ thường xuyên tới nhà của anh hai chơi bé út nhỏ thì đang trong quá trình trưởng thành thành ra bé rất là dễ bị tác động tâm lý khi mà thấy anh hai như vậy bé cũng rất là thích đặc biệt là anh hai còn chuẩn bị những cái người những cái con rối bằng gỗ theo kích cỡ của người lớn và để cho người khác điều khiển những cái con rối này múa ở trong nhà bay lên và múa xoay vòng vòng trong rất là đẹp mắt luôn mỗi một lần mà biểu diễn như vậy lại bé út thích ơi là thích luôn coi cho thích ngẩn tò te ra rồi hả bữa đó bé út mới nói với anh hai là anh hai ơi cho em được giống anh đi em muốn được múa quá em muốn được múa ba lê giống vậy á mà hồi nhỏ em không có tiền em không có được đi học hay là bây giờ hả anh 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 nối vô cho em đi để em được múa ba lê giống như vậy đi thì dĩ nhiên là anh hai sẽ rất là sẵn lòng giúp cho bé út cái vấn đề đó mà anh hai lại còn thích nữa có một đứa em nó giống như mình nhưng mà huy thì phản đối huy nói là thôi đi em làm cái trò gì vậy có thôi đi không đừng có mà bắt chước như vậy nhưng mà bé út thì cứ đòi à, bé út kêu chứ thôi em muốn múa em muốn, muốn giống như anh hai này nè em muốn giống như đó là hả cháu của em giống như chị dâu của em hay thế là anh hai mới kêu vợ của mình dẫn bé út đi vô thay quần áo và mang lên trên người những cái dòng bằng sắt có kết nối với lại những cái dây đàn piano nối lên trên trần nhà và trên trần nhà sẽ có một cái đội ngũ người gồm năm cho tới sáu người điều khiển bé út À, sau khi thay đồ của diễn viên múa ba lê đi ra bên ngoài sảnh á thì anh hai nhìn và anh hai nói là um, bận bộ đồ vô là ra diễn viên múa ba lê rồi Chỉ có điều là cử chỉ hơi đơ cứng thôi Nhưng mà không sao Đó, anh vỗ tay một cái là trên 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 trần nhà có người điều khiển á Điều khiển bé út Nâng tay lên, nâng tay lên Nâng chân lên, xoay vòng vòng trong rất là nhẹ nhàng trong khi bé út lại không có cần phải bỏ ra một chút sức lực gì hết nhưng mà cử chỉ vẫn rất là nhẹ nhàng cứ thả lỏng thôi là người tự động di chuyển và muốn máy theo điệu nhạc bé út thì rất là thích nhưng mà huy thì huy cảm thấy cái điều này nó không có bình thường á huy mới nói là à, thôi đi em hay mau thám cái đó ra đi tự nhiên đem mấy cái đó có cái gì đâu mà hay ho út mới bực mình út nói là sao anh hai làm được em không làm được em thích như vậy đó em thích ở đây luôn á em không bao giờ về nhà nữa anh về nhà đi à, anh về nhà anh ở mình đi hay là anh dọn qua đây anh ở chung với anh hai luôn đi sau bữa đó hai anh em cãi nhau bé út ở trong nhà của anh hai luôn không chịu về có mình huy về thôi à, và dạo gần đây á huy và bé út hay đi tới nhà của anh hai và cũng bởi vì một số chuyện xảy ra cho nên huy cũng thay đổi tính tình á hoa gặp huy và hoa cũng thắc mắc là mấy bữa nay anh hay đi đâu vậy không thấy anh rồi hoa mới hỏi huy là rủ bé út đâu bé bê, bên đây không thấy bé út đâu hết huy thì huy đang bực bội huy cũng không có muốn nói gì với hoa hết huy cũng không có trả lời và một phần nữa là huy không muốn giới thiệu hoa cho anh hai của mình bởi vì huy thấy anh hai của mình lạ quá thực sự là anh em ruột là tới thăm thôi chứ còn nếu mà là người dân khác họ thì chắc là huy cũng không muốn tiếp xúc với những cái người như vậy những cái sở thích thì khá là kỳ lạ đó cho nên huy không có biết là tốt hay xấu cho nên huy không có muốn giới thiệu cho hoa biết về anh trai của mình và huy cũng giấu luôn nhưng hoa thì hoa cứ thắc mắc tò mò có thể là hai người đang hẹn hò nha các bạn thì bác không biết rõ rất là có thể bởi vì bà, bà hoa bác ghen hoa cứ thắc mắc là không biết huy đi đâu mà đi lâu thiệt lâu mới về Thế là Hoa mới đi theo dõi Huy Bữa đó Huy lại tới nhà của anh hai của mình Bởi vì phải tới để mà thăm bé Út rồi thăm anh hai của mình Dù gì cũng là anh em của mình mà Ngày hôm đó bé Út lại bận đồ ba lê múa Và có vẻ rất là vui vẻ và nói là Em là diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp Trong em múa đẹp chưa nè Thì trong lúc mọi người đang chơi đùa vui vẻ như vậy á thì Huy cũng có đi vòng vòng tham quan Những cái con rối bằng gỗ với kích cỡ lớn á, Thì anh hai cất ở trên lầu Ở trên tầng 2 thế là huy mới đi lên tầng 2 và đi vô trong cái phòng để mà coi mấy cái con rối thì trong phòng đó có rất là nhiều những cái sợi dây à, đàn piano kết nối với những cái vòng bằng sắt giống như là cái nơi mà chất mấy cái đồ đó đó và ở bên gần cửa sổ thì có mấy cái con rối nó đang đứng thì có một con nó đứng ở bên gần cái mép cửa sổ huy mới đi tới thì trên tay của cái con rối đó thì có cầm một cái vòng bằng sắt trên cái vòng bằng sắt đó có nối với lại cái dây đàn piano à, huy cũng đang vui chắc là bữa đó đang vui ở trong lòng hay sao cũng dẫn dẫn À, nhìn cái con rối và nói rằng Mày đang muốn dụ dỗ tao mang cái vòng đó vô Để cho tao bị điều khiển đúng không đi Bị điều khiển giống mày đúng không Thì trong khi mà Huy đứng đó Giỡn giỡn nói chuyện với con rối vui thôi các bạn Thì vừa hay Hoa đi tới Đứng ở dưới lầu nhìn lên Hoa lại thấy bóng chỉ thấy là Huy đứng đó và bên cạnh mé cửa sổ á, là cái bóng của con búp bê bằng gỗ nhưng mà hoa thì đâu có biết đó là búp bê đâu bởi vì ở dưới nhìn lên á thì thấy cứ như là của một cô gái đang đứng đó thôi thế là trong đầu của hoa cứ đinh ninh là huy đi hẹn hò với con nhỏ nào á giấu mình thành ra là mấy bữa nay mới có những cái hành động kỳ lạ như vậy rồi bà ghen ghen lên bà tức lồng lộn lên rồi bà nói là hả ha đừng có nghĩ là tôi đây để yên nha để coi bà đây xử như thế nào rồi họ sắn tay áo đi vô trong cái nhà đó nhưng mà có một điều kỳ lạ là hoa chỉ mới tính bước vô thôi thì khi mà bước tới cửa tự nhiên cửa mở. Khi mà cái cửa mở thì hoa cũng giật mình nha các bạn, cũng thắc mắc là Ủa sao chưa gõ cửa chưa gì hết mà cái cửa tự nhiên nó mở? Thì hoa bước vô trong trong cái sảnh đó, vừa bước vô trong sảnh thôi, hoa mới giật mình khi mà thấy cái con rối mà ngày xưa đã khiến cho hoa rất là sợ hãi đó là con chim Con chim peer đó khi mà thấy sự hiện diện của hoa ở trong nhà, nó cũng bắt đầu thay đổi tâm tính luôn các bạn bình thường nó chỉ là một cái con rối thôi nhưng mà khi mà hoa xuất hiện á cái miệng của nó từ từ nhuyễn lên cười cùng lúc đó huy đang ở trên lầu cái phòng mà có rất là nhiều cái con búp bê bằng gỗ mà theo kích cỡ của người lớn á tự nhiên chúng bắt đầu di chuyển mà không chỉ di chuyển bình thường chúng giơ tay lên và bóp cổ huy nhào tới tấn công huy trong những cái con rối gỗ đó nó có cái lưỡi bằng gỗ nữa các bạn nó cái hả miệng ra rồi nó thè cái lưỡi nó lắc 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 lắc, trong rất là quỷ dị và tất cả bọn chúng đều tiến tới và tấn công huy huy phải vật vã lắm mới hất tung những cái con rối đó ra và giật cái dây cho nó đứt hoặc là đập để cho mấy cái con rối đó nó bị bể ra đi thì nó sẽ không có tấn công huy được sau đó thì huy nghe thấy tiếng la thất thanh ở bên dưới ở bên dưới cũng rất là hỗn loạn và ở bên dưới á thì bé út nè anh hai của huy rồi vợ của anh ta và đứa con trai của anh hai á ba người cũng đều bị những cái sợi dây nó giật lên giật xuống giật lên giật xuống và nó lắc nó quăng qua quăng lại quăng qua quăng lại anh hai của huy rất chắc chắn rằng người điều khiển rối chính là con rối nhưng mà có vẻ như bây giờ anh ta đang bị điều khiển bởi một cái thứ gì đó huy mới vội vã chạy xuống xem như thế nào thì khi mà chạy xuống dưới á huy thấy cái cảnh tượng như vậy huy mới ngỡ ngàng và nói là anh hai tại sao tại sao không kêu những cái người kia dừng lại đi thì anh hai nói là không dừng lại được anh hai của huy liên tục nói là cậu ta đang khó chịu trái tim cậu ta đang khó chịu cậu ta đang khó chịu khi này huy không biết phải làm sao hết thế là huy mới tính là bắt cái ghế để mà trèo lên trên trần nhà coi thử coi là mấy cái người mà ở trên trần nhà đang làm cái quỷ gì mà cứ treo lơ lửng anh của mình với chị dâu mình rồi tất cả mọi người trong gia đình của mình như vậy thì khi mà đang bắt cái ghế á cái đứa bé con của anh hai nó va nó bị uh, treo lên rồi nó văng qua trong cái ghế của huy nó khiến cho huy té nhà xuống dưới đất khi mà huy té nhà xuống dưới đất huy nhìn qua bên góc á thì huy thấy cái con người gỗ trên pier nó đứng ở đó cái con rối gỗ đó nó đứng và nó cười nó bắt đầu di chuyển và nó đứng nó một nếp nó nó cười nhìn, huy nó cười thế là huy biết chuyện gì xảy ra rồi huy mới vội vã dí theo cái con quỷ nhỏ đó cái con quỷ trên pier thì cái con rối gỗ đó nó chạy cái vậy nó chạy lọc cọc lọc cọc trên sàn vậy đó khi mà huy dí cái con rối đó đi tới một cái hành lang thì huy mới giật mình thấy con rối thì nó vẫn đứng đó tuy nhiên có một cái bức tường trên bức tường đó là hoa người máu không à trên cánh tay hai cánh tay chân cổ đầu của hoa bị mắc vào trong sợi dây đàn piano rất là cứng mắc lên trên trần nhã anh hai của Huy ấy thì được mắc vào trong một cái vòng bằng sắt Còn riêng Hoa ấy, là cái đàn piano đó móc thẳng vào trong da thịt của Hoa luôn nha Nó móc qua tay nè, móc qua đây nè Đó tay chân cũng vậy Và cái cổ cũng vậy, cái đàn piano nó dắt ngang qua cái cổ rồi nó điều khiển Hoa Di chuyển qua lại cái đầu của Hoa thì lắc lư Hai con mắt của Hoa thì mở trừng 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 Máu nó chảy ra từ những cái vết cứa của dây đàn piano Thì các bạn cũng biết rồi đó chết rồi chứ người nào mà sống nổi với cái cảnh tượng đó hơn thế nữa ở dưới sàn nhà là máu không trong lúc mà huy đang sững sờ nhìn cái cảnh tượng quỷ dị trước mắt hoa đã chết rồi tay chân được móc nối với lại cái dây đàn piano móc lên trên trần nhà và không biết thứ gì đang điều khiển hoa chỉ biết là hoa cái xác của Hà vẫn liên tục lắc lư di chuyển lắc lư di chuyển con mắt thì cứ láo liên láo liên láo liên như vậy nè sau đó thì bất thình lình con rối trên cầm dao và tấn công Huy nó di chuyển nó cầm dao nó đâm phập vào trong tay của Huy Huy chụp lấy nó và vật vã lắm kháng cự và cố gắng khống chế nó cuối cùng thì Huy dùng hết sức lực của mình đập mạnh cái con rối trên vào trong cái bức tường kêu một cái râm cái con rối nó nát ra luôn các bạn mấy cái khớp của nó rớt bập 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 xuống dưới đất khi mà nó bị đập và nó rớt ra từng mảnh như vậy á xác của hoa mới bắt đầu đứng im và ngã gục xuống dưới đất như thể là cái người điều khiển hoa đã không còn điều khiển được hoa nữa hoặc cũng có thể là ma lực của con trên pier đã bị biến mất khi mà nó bị huy hủy diệt như vậy sau đó thì Huy mới vội vã chạy ra bên ngoài xem thử xem là em của mình như thế nào và anh của mình như thế nào Thì khi mà chạy ra bên ngoài á, thấy bé Út á, nằm sóng xoài dưới đất Huy mới chạy tới kêu là bé Út, bé Út, bé Út, em có sao không? Thì bé Út nói là em không sao, em chỉ mệt thôi, em không sao hết rồi quay qua nhìn thử có anh hai có sao hay không Thì Huy lại một lần nữa sững sờ Anh hai Chị dâu Và cả cháu trai của họ Gia đình của anh hai cả ba người Đều bị biến thành người rối gỗ Tất cả họ đều là người rối gỗ thực sự khi đó thì huy cũng không biết nguyên nhân tại sao là như vậy có thể là anh hai và gia đình của anh hai đã trở thành con rối quá lâu rồi và bị cái ma lực của con chim Peer đó nhập vào trong người thành ra khi mà nó bị hủy diệt chính họ cũng bị biến thành cái con rối vĩnh viễn hoặc cũng có thể vốn dĩ họ là những cái con rối chứ không phải là con người thực sự và khi mà ma lực biến mất họ trở về với trạng thái ban đầu là những con rối vô tri vô giác mà thôi và cuối cùng á thì người múa rối là người điều khiển rối hay con rối mới chính là kẻ điều khiển người múa rối đây và đó là hết câu chuyện nhà rối của chúng ta ngày hôm nay Câu chuyện ngày hôm nay cũng có một cái phần gì đó thú vị riêng Và nói về những cái em rối bằng gỗ này nè Thì Bắp nhớ hồi xưa Hồi mà nhỏ xí 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 à Ở gần nhà Bắp có một cái công viên Thì khi đi ra cái công viên, công viên lớn lắm Có những cái đoàn rối nước người ta múa vào những cái ngày đặc biệt ở trong năm á Thì khi mà thấy múa rối như vậy rất là tò mò, rất là thích chạy vô coi thì Mà lúc mỗi lần coi như vậy thì thấy sợ nha Các bạn không hiểu sao nhìn sợ lắm những người người ta múa rối nước rất là giỏi nhưng mà nhìn những cái con rối á, nước bằng gỗ nó cứ di chuyển di chuyển và nhìn nó không có cảm xúc rồi có người lồng tiếng cho nó nói chuyện rồi diễn á thì cái cảm giác nó rất là lẫn lộn nó vừa khiến cho bắp sợ rận rợn rợ người kiểu như là sợ sợ nhưng mà muốn coi giống như là cái dòng mà sợ ma mà thích nghe chuyện ma đó các bạn à, và khi mà về nhà cũng thích coi những cái chương trình múa rối nước lắm nhìn nó lại là lạ, sợ sợ nhưng mà lại thích coi và khi mà thấy những cái con rối như vậy thì bóc cũng thấu hiểu đồng cảm với Hoa khi mà Hoa nhìn thấy con Jinpei thì Hoa tỏ ra sợ hãi như vậy bởi vì nó quá dị quá khi mà thấy cái, cái anh Trin xuất hiện là thấy có điểm rồi khi mà bắp thấy có con Trin Pier nó cầm con dao nó dí huy là trong đầu của bắp hiện lên hình ảnh của ông trước kỳ đấy các bạn cái con búp bê con quỷ búp bê mà nó cứ cầm dao dí người ta nó chém người ta đó là, cái ông đó đó nhưng mà một điều bất ngờ là bắp lại không ngờ Trin Pier lại dễ dàng bị hạ gục như vậy chỉ cần huy dơ mạnh tay lên và đập nó vào bên trong bức tường là nó liền đổ gục đổ gục ngay lập tức như vậy thì mình bắt đầu phân tích nha. À, theo như lời của anh Hai nói thì bởi vì cái con tin phi đó, anh Hai mua rối và sau đó là nhận được rất là nhiều giải thưởng và nó khiến cho anh có tiền tài có danh vọng và ở một cái độ tuổi rất là trẻ, hai mươi mấy tuổi thôi là anh đã có rất là nhiều gia tài ở trong tay, có vợ và có con trai. Khi đó thì anh Hai vẫn rất là tự mãn về những gì mà anh ta có và anh ta luôn suy nghĩ là anh là điều khiển tất cả mọi thứ, không ai điều khiển được anh hết. Nhưng cuối cùng lại thành ra con rối đó nó đang điều khiển anh ngày xưa thì anh hai đã nói cha của mình là Hừ, những cái con rối đó đang điều khiển cha đó nó muốn cha làm như vậy bởi vì cha làm đâu có ra tiền đâu mà cứ đi làm hoài nhưng mà trong trường hợp của anh hai thì chính anh hai bởi vì đồng tiền đúng không là làm ra tiền thành ra mới chạy theo cái nghề múa rối và không chỉ là chạy theo cái nghề múa rối mà còn biến chính bản thân mình vợ của mình và con mình trở thành những con rối nữa chính anh hai nói cha của mình ngày xưa là như vậy nhưng mà anh ta lại cũng trở thành một cái con người bị điều khiển bởi cái con rối đó mà anh ta không nhận ra. Riêng về Huy là một người mà theo như mình nghĩ là có vẻ như sáng suốt ha, có vẻ là một người đứng trung lập và nhìn rõ tất cả mọi thứ và bố cũng hy vọng à, khi mà thấy em Út của mình nó muốn trở thành cái con rối như vậy bố cũng hy vọng là Huy dứt khoát để mà mang em về Hoặc là Huy có một cái hành động nào đó dứt khoát để giúp cho anh Hoặc cũng có thể là cái con rối đó phải một có một cái hành động gì đó dứt khoát để lôi kéo Huy à, Nhưng mà ở đây mình không có tìm được một cái sự dứt khoát nào hết nó chỉ tương đối thôi nhưng mà rõ ràng khi mà hoa xuất hiện thì con rối đó nó mới bắt đầu thay đổi tâm tính nó mới bắt đầu vùng dậy và có ma lực đúng không có thể là trước đó ma lực của nó chỉ nhẹ nhẹ sương sương thôi chứ nó không có gây gắt nó không có bực bội cấu, cấu gắt như vậy nhưng mà khi hoa xuất hiện là nó bực liền khi mà nó bực như vậy nó liền à, khiến cho những cái người trong nhà bị mất điều khiển những cái người á, mà cầm dây điều khiển ở trên trần họ đều chết hết nha các bạn họ bị vật chứ chết hết luôn vì vậy cho thấy được đó là khi mà hoa xuất hiện, cái con rối đó nó rất là giận dữ, rất có thể là nó thù. Nó thù cái đợt khi mà hoa còn học lớp 5 rồi tới, đập nó xuống dưới sàn, vô tình hất nó xuống dưới sàn á, rồi nó đau, nó thù tới bây giờ hay sao á. Thành ra vừa mới thấy hoa thôi, là nó liền dở chứng liền, chứ trước đó nó bình thường mà, đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Và sau đó thì nó liền sát hại và người đầu tiên mà nó giết chính là Hoa. Kế tiếp đó là gia đình của anh hai bị biến thành rối gỗ. Cũng may là tới đó kết thúc À, nếu như mà đối với những cái câu chuyện khác bi kịch nó cứ tiếp diễn tiếp diễn và chúng ta kết luận không biết chuyện gì xảy ra thì ngược lại trong câu chuyện này chúng ta có được một cái kết và cái kết trong câu chuyện này nó cũng khá là yên bình khi mà gia đình của anh hai thì bị biến thành rối gỗ cũng như câu nói của Huy đó Huy cũng không biết là có thật sự là anh hai bị biến thành gỗ hay không hay trước đó vốn dĩ họ đã là những cái con rối gỗ rồi chỉ là mang hình hài của con người và khi mà cái con Trin Peer thực sự bị hủy diệt thì gia đình của anh hai trở về hình dáng ban đầu của họ mà thôi còn riêng về bé út thì nó chỉ mới vừa tập tành làm rối gỗ mấy ngày thôi thành ra là nó không có bị ảnh hưởng nhiều may thay chứ nếu mà một thời gian dài nữa thì rất có thể bé, bé út cũng sẽ bị biến thành một trong những cái con rối trong cái tập này á, nghe những cái âm thanh khi mà cái con rối trên pi đã trở nên sống động và nó dí người khác nó dẫn dụ huy chạy đi á. À, những âm thanh đó nghe nó rất là nó không có phải là, là dạng hù dọa cho mình sợ và nó có một cái gì đó nó khá là cuốn hút ở trong cái, cái âm thanh đó cái tiếng nhạc nó tạo cho mình một cái không gian ma mị mà cảm giác rất là lạ nha các bạn thì các bạn thử trải nghiệm xem và đặc biệt khi gia đình của anh hai bị biến thành rối gỗ ba người họ bị treo lơ lửng ở trong cái phòng khách cơ thể của họ bị mắc bởi những cái dây đàn piano và treo ngược lên trên trần nhẹ. Khung cảnh đó trông quỷ dị vô cùng. Và trong câu chuyện này thì bác thấy cái sự ám ảnh của anh hai là ám ảnh quá mức. Tới cái mức độ mà sinh hoạt hàng ngày hay là bất cứ cái chuyện gì, ngủ nghỉ gì đó Thì cũng sử dụng những cái đàn piano để điều khiển mình Đến mức độ mà cái thằng nhóc nhỏ 5 tuổi, cái bữa đó nó ngủ nha các bạn Nó đang ngủ nhưng mà anh vẫn À, cho người điều khiển tay chân của nó múa nó thì vẫn đang ngủ say nhưng mà có người thì nâng tay nâng chân của nó và múa 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 y như là cái con rối gì đó vậy á, mà để cho người ta điều khiển không hiểu không hiểu sao nhưng mà bởi vậy mới nói là có vấn đề chứ người bình thường thì đâu có ai làm vậy nhưng mà một trong những cái ý của anh hai thì bác thấy cũng hợp lý cũng cũng khá là thú vị một xí xí đó là à, ví dụ như là có người đang mán một cái sợi dây như vậy đúng không thì các bạn chỉ cần ra hiệu là Tôi muốn nhấc cái tay lên thì trên kia người ta sẽ dùng sức người ta kéo, kéo cái tay mình lên hoặc là nâng cả cái người mình lên hoặc là khi nào mà mình muốn có cảm giác bay bay phiêu phiêu thì người ta sẽ nâng cả cơ thể của mình rồi quăng qua quăng lại vậy cũng vui <laughs> và trong tập này có một đoạn bắp đã mong chờ thấy được một cái điều gì đó ghê gớm đó là cái lúc mà tất cả những cái người điều khiển dây rối bị mất điều khiển á thì anh hai của huy mới la lên huy mới chạy tới và bắt cái ghế đứng lên trên cái ghế để ráng nhìn lên trên trần nhà coi là những cái người điều khiển rối như thế nào ở trển thì khi mà bắt cái ghế lên bóc nghĩ là khi mà nhìn lên trên trường nhà là thấy cái gì ghê lắm nhưng mà không các bạn chưa kịp nhìn thấy gì hết là bị, bị hất cái ghế té xuống dưới rồi và thực chất đó là ở trên đó có người thiệt là những cái người nhân viên của anh hai của huy thôi và những cái người đó là những cái người điều khiển những cái sợi dây thôi chứ ngoài ra là không có cái gì đặc biệt ở trên cái trần nhà đó hết và điểm đặc biệt nhất chính là cái con quỷ trên pier thôi các bạn nó là cái con rối nó biến thành người và nó giết nó giết những cái người khác thôi như vậy bác thấy là cái con quỷ này nó rất là thù dai chính bởi vì cái nỗi thù năm xưa là hoa vô tình bị giật mình thành ra xô nó té nó ngã xuống dưới cái sàn rồi từ bữa đó nó thù hoa thành ra khi mà nó gặp lại hoa nó mới nói ở trong đầu là À cái con quỷ này ngày xưa nó xô mình đập mặt mình xuống dưới sàn nhà nè bữa nay là tao sẽ trả thù mày đúng là cái con quỷ trên pier quỷ thù dài và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay bóc cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bóc nha bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp theo.